Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã diễn ra đàm phán vòng 4 Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc Đức Thiên giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trưởng đoàn phía Việt Nam là Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trưởng đoàn phía Trung Quốc là tham tán vụ các vấn đề biên giới và biển, Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Vòng đàm phán diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và cầu thị. Hai bên đã tập trung trao đổi các nội dung còn tồn đọng và đã đi đến thống nhất đối với tất cả các điều khoản của hiệp định. Hai bên nhất trí sẽ nhanh chóng hoàn thành công tác thẩm định theo quy định nội luật của mỗi nước và sớm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo để chuẩn bị ký kết hiệp định này. Kết thúc vòng họp, hai bên đã ký biên bản kết quả đàm phán.